Theo như Phương Hồng được biết thì cái bệnh lý tuyến giáp thì thường xảy ra ở nữ giới nhiều hơn. Thì không biết là cái bệnh lý này, viêm tuyến giáp mãn tính thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe của người phụ nữ như thế nào ạ? Các bệnh lý tuyến giáp thì chúng ta vẫn hay nói đến là rất là nhiều. Có một cái điều là như thế này, là không chỉ riêng viêm giáp mãn tính mà một số những cái loại bệnh lý khác của tuyến giáp thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ phụ nữ mà mắc phải những bệnh lý đó thì nó cao hơn rất nhiều lần so với nam giới. Đấy. Có lẽ rằng là do cái sự thay đổi ở người phụ nội tiết ở người phụ nữ ở trong từng cái giai đoạn sinh trưởng rồi phát triển, thế rồi là sự già đi của những cái tuyến sinh dục. Đấy. Thì có phải chăng liệu rằng là đó là những cái nguyên nhân mà thấy rằng là nó làm cho cái bệnh tuyến giáp ở phụ nữ nhiều hơn ở nam giới?